Chào mừng bạn đến với kênh video chuyên chia sẻ về những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, làm ra những mô hình kinh doanh hay độc lạ để giúp cho các bạn có thể áp dụng đúng cái môi trường kinh doanh thực tế của hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Và trong video này, một cái lĩnh vực vô cùng hấp dẫn mang lại một tiềm năng to lớn cho các bạn, đó là lĩnh vực bất động sản. Nghe đến đây thì các bạn có thể vội vàng phán xét rằng là bất động sản thì vốn rất to. Không hề, nếu mà vốn to thì đâu có còn là ý tưởng sáng tạo, đâu có còn là hay độc lạ, đâu có còn cái gì mà để quảng cáo trong video này. Các bạn nên nhớ xem video này một cách chậm rãi, kỹ càng, từ từ, đừng bấm lướt, đừng bấm trả qua, để các bạn có thể hiểu được từng bước cụ thể mà Nguyễn Duy sẽ trình bày cái ý tưởng mới này cho các bạn có thể đem ra áp dụng, làm giàu cho chính bản thân của bạn. Nguyễn Duy. Và để các bạn không phải chờ lâu, Nguyễn Duy xin vào đề ngay, đó là cái mô hình cho thuê nhà ở tại các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay. Cho thuê. Như vậy thì các bạn nghe đến đây thì các bạn sẽ giật mình nói rằng là đã không có nhà, đã không có vốn, lại còn đòi đi cho thuê nhà nữa. Nhà đâu ra mà cho thuê, làm sao đi kiếm được tiền? Thì các bạn ơi, các bạn hãy xem đây. Nhà thực ra là không có mắc ở các đô thị lớn. Nếu mà xây một cái nhà ở các tỉnh và xây một cái nhà ở các đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay thì thực ra là hai cái nhà đó, cái giá tiền để xây ra nó không có chênh lệch nhau nhiều lắm đâu. Chỉ có chênh lệch là chênh lệch cái vị trí do cái miếng đất nó mới mắc. Cái nhà ở các cái đô thị lớn, ví dụ như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh, thì cái đất này nó mắc, chứ không phải là xây ra cái nhà nó mắc. Như vậy thì cái mô hình ngày hôm nay Nguyễn Duy xin giới thiệu với các bạn, Nguyễn Duy tạm gọi tên của nó là sở hữu trên không. Từ cái cách làm sao mà để sở hữu cho đến cái cách làm sao mà để có cái nhà, và đặc biệt nữa là cho thuê rồi kinh doanh kiếm được tiền nó từ cách như thế nào. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thành lập một cái doanh nghiệp gọi là cái doanh nghiệp sở hữu trên không, thì các bạn đi đến liên hệ với những cái nhà nào của người ta, đất của người ta đang ở, người ta đang sinh sống, nhưng mà cái nhà đó cũ, lụp xụp, và đặc biệt nhất á là cái nhà đó nó chỉ có tầng trệt thôi. Hiện nay ở các thành phố lớn á, các bạn thấy xen kẽ ở những nhà cao tầng thì nó vẫn có những cái nhà thấp lè tè như thế này nè. Đó, rồi kế bên nó có những cái nhà cao và những cái nhà cao tầng khác nữa. Đó, thì cái thành phố này thì cái đối tượng mà chúng ta đi tìm là cái nhà mà những cái người mà thế hệ mà lâu năm mà họ sống, cái nhà nó thấp tè như thế này nè. Thì đương nhiên á, cái nhà này nè là họ vẫn đang ở, vẫn đang cho thuê, hoặc là họ vẫn đang sinh sống trên cái nhà này. Thì bây giờ mình lợi đây nè, mình đặt vấn đề với người ta nè. Đó, thì bây giờ làm việc sao đây để mà mình sở hữu cái căn nhà này? Mình không thuê của họ, mình không thuê của họ, mà mình đặt vấn đề với họ là: cô ơi, chú ơi, anh ơi, chị ơi, cho em xây cái nhà của anh chị này lên cao bằng cái nhà của thằng cha kế bên. Anh chị cô chú vẫn sở hữu tầng trệt này, nhưng mà nó là cái nhà mới. Như vậy thì bây giờ cái nhà này trở thành cái nhà 4 tầng. Anh chị vẫn sở hữu cái tầng này. Đó, tầng thấp này nè là của anh chị. Thì bây giờ thực sự là nhà của anh chị vẫn đang là nhà thấp cơ mà, xài có 1 tầng trệt à. Như vậy á, thì bây giờ em bỏ xây cái tầng trệt này nè, tiền lớn lên để em cho anh chị có thể cho thuê cái nhà này. Cái tầng trệt này anh chị ở sang trọng lộng lẫy hơn, thậm chí tặng cho anh chị thêm cái gác lửng nữa nếu cần thiết, tăng diện tích cho anh chị nữa. Nhưng mà cái phần ở trên này nè, phần trên này nè, ba cái tầng ở trên này nè là thuộc về em. Em sở hữu nó trong vòng 25 năm. Hoặc là chỗ nào dễ thương ta chịu thì mình đòi 30 năm cũng được. Tức là gì? Đất của người ta, nhà của người ta, nhưng mà nhà người ta cũ, người ta không có xây lại thì mình xây. Mình xây lại thì họ ở nhà mới, nhưng mà cái tiền họ đâu có bỏ ra. Diện tích họ cũng y như vậy à, hoặc là tăng thêm. Thì cái phần ở trên á, trên không á, trên nóc nhà mà hồi nào giờ họ đâu có xài. Thì bây giờ á là mình tận dụng đó để mình xài được tầng 2, tầng 3 và tầng 4 này. Đó, như vậy thì lập tức là mình được có 3 tầng lầu ở tại một cái khu đại đô thị. Rồi, bắt đầu là mình sẽ khai thác nó, kiếm tiền từ nó. Thì trong mô hình này, trong cái video này cũng sẽ trình bày cho các bạn nghe được cái ý tưởng là làm gì để kiếm tiền từ nó luôn. Tuy nhiên, đầu tiên là các bạn phải biết cái cách để mà đi đến đặt cái vấn đề, thuyết phục được cái người mà có nhà cũ nát này giao cái nhà, cái đất cho các bạn. Rồi thì họ, chính họ là chủ nhà mà, họ sẽ đứng ra xin giấy phép xây dựng để xây cái nhà 4 tầng này. Không phải là các bạn xây, tại các bạn không có đứng tên chủ sở hữu, mà các bạn chỉ sở hữu
tầng 2, tầng 3, tầng 4 với họ bằng một cái hợp đồng 25 hoặc là 30 năm tùy các bạn. Thời gian đầu các bạn hãy tìm những cái căn nhà có diện tích nhỏ xíu thôi, cỡ khoảng chừng 75m² thôi. Để chi? Để cái mô hình của các bạn dễ đầu tư, mà cái số vốn ban đầu các bạn bỏ ra nó cũng ít. Chỉ có hai cái điều các bạn cần lưu ý nhớ là các bạn nên tìm cái nhà nào mà có góc hai mặt tiền, tức là một mặt đường và một mặt hẻm. Để làm chi? Để khi mà xây ra giao cái tầng trệt này cho người ta thì cái tầng trệt này của người ta riêng tư, còn cái mặt hẻm hông á, mình thiết kế một cái lối cầu thang riêng để lên tầng 2, tầng 3 và tầng 4 này là đường đi riêng của mình, để bắt đầu mình đi vào khai thác cái phần mà sở hữu trên không này á, là dành riêng cho mình. Các bạn sợ là các bạn tìm khó, không có người nào người ta chịu hợp tác mô hình này hả? Yên tâm, nhiều người sẽ chịu. Tại sao biết không? Hết 25 năm này nè, nguyên một cái tòa nhà 4-5 tầng này thuộc về người ta luôn. Người ta lời, hiện nay người ta vẫn đang ở có một tầng trệt diện tích 75m² thì người ta ở cũng có 75m² à. Bây giờ mình xây cho người ta 75m², còn tặng thêm cái gác lửng ví dụ như 20-30m² nữa thì người ta được 100 hơn mét vuông rồi. Thì cái việc gì đó người ta chỉ nở ra, không bỏ ra một cách nào hết, mà trong tương lai họ sẽ sở hữu luôn cái tòa nhà 4 tầng, 5 tầng như thế này. Lý do gì họ không chịu? Cái người nào mà không chịu á, mấy người đó ấu trĩ, đi qua kiếm người khác. Trong video này lại thêm một tuyệt chiêu nữa để các bạn có thể cho thuê nhiều tiền hơn vốn dĩ là người ta cho thuê thông thường. Đó là các bạn phải tận dụng khai thác tối đa, gọi là làm gì? Làm nhà trọ chứ không phải khách sạn. Mô hình ở bên Nhật, bên Hồng Kông á, người ta đã có cái khách sạn con nhộng rồi. Bây giờ ở Việt Nam mình nè, làm cái mô hình nhà trọ con nhộng, những cái mô đun con nhộng, mà những cái giống như những cái tủ mà để cho người ta ở nằm ngủ, về những cái tiện nghi tối thiểu dành cho những cái khu đại đô thị đất chật mà người đông, kiểu như Hồng Kông hay là kiểu như Nhật á, Singapore, thì thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội của mình bây giờ nó cũng bị cái tình trạng đó, tức là đất chật người đông. Như vậy á, cái thế hệ trẻ này nè, những cái người trẻ mà người ta độc thân mà người ta đi làm á, người ta làm lương thì nó cũng có giới hạn, nhưng mà cái chi phí mà để thuê nhà ở sống, để ở, để đi làm, chưa lập gia đình, chưa có con có cái, mà những người độc thân á, chỉ cần một cái nơi ở tối thiểu, nơi ngủ nè, nơi sinh hoạt chung và vệ sinh, một chốn để đi về. Còn đa phần những người trẻ Việt Nam hiện nay sống ở những đô thị á, có nhiều bạn trẻ ban ngày và hầu như cả ngày tới tối đêm khuya toàn ở ngoài đường, ở cơ quan, ở bù khú với bạn bè không à. Tối về nơi, cái nơi mà chốn đi về của mình chỉ để ngủ một đêm rồi sáng hôm sau đi. Lẫn ra mỗi tháng họ sẽ dư được nhiều. Chi phí 1 triệu này cho một đầu người ở thành phố Hồ Chí Minh này là bây giờ là không thể và không tưởng. Khó khăn có một cái nơi ở sạch sẽ lắm. Còn cái phần là bếp và vệ sinh là đã chung ở trong cái tòa nhà này rồi, mình xài chung rồi. Mỗi cái không gian riêng của từng người á, xếp san sát nhau ở trong mỗi tầng lầu này á, là một cái diện tích cỡ khoảng chừng 2m². Nhưng mà trong đây nè là đầy đủ tiện nghi, tại vì những cái module con nhộng này á, mình mua ở Trung Quốc đi chẳng hạn, mình nhập về Việt Nam, Việt Nam có khách sạn con nhộng này rồi nha, ở ngoài quận nhất có rồi, các bạn đừng có nghĩ rằng là đây là mới. Cái mấy cái module con nhộng này người ta đã nhập về Việt Nam rồi, các bạn đừng có nói là không biết làm sao để có cái này. Cái module con nhộng này ở Trung Quốc họ bán rất nhiều, 2m² một cái thùng như nè, mà họ còn chồng lên nhau nữa, ở giống như cái mô hình giường tầng vậy, nhưng mà nó riêng tư, tối ngủ là kéo cửa lại trong này nè, sạc pin, điện thoại, ngăn kệ rất là cơ bản nhưng mà sạch sẽ, tiện nghi, có màn hình, vân vân. Các bạn cứ tưởng tượng về một cái mô hình kinh doanh gì mà nó hấp dẫn đến mức độ là 1.5 năm đã lấy vốn lại, còn 20 mấy năm sau thì toàn bộ nó là tiền lời, thu nhập thụ động. Thì đó là cái mô hình mà Nguyễn Di trình bày trong video này dành tặng cho các bạn. Ví dụ như cái tầng trệt này nè, cái tầng dưới cùng này á, là mình giao lại cho chủ nhà rồi, thì cái phần này là mình không có rồi. Thì bây giờ từ tầng 2 nè, tầng 3 nè, tầng 4 nè, và tầng 5 hay là chuồng cu hay gác lửng, các bạn có tiền nhiều các bạn có thể xây thêm nhiều tầng trên. Và đặc biệt cái cuối cùng nữa là cái mái nhà trên này nè, các bạn lắp điện mặt trời, hòa điện lưới quốc gia. Cái mô hình mà lắp điện năng lượng mặt trời này Nguyễn Di đã chia sẻ trong một cái video trước đây trên cái kênh video của Nguyễn Di rồi, làm sao để ra tiền được từ cái mô hình mà điện năng lượng mặt trời này nè. Cái điện năng lượng mặt trời này chiếu xuống nè thì nó cung cấp điện cho cái tòa nhà này của mình, mà nó còn bán lại điện cho nhà nước trong vòng 20 năm, một hợp đồng, không cần phải chạy đi kiếm khách hàng nữa. Thì còn chần chờ gì nữa, các bạn nếu như không làm thì cũng sẽ có người người ta làm trong tương lai. Vì video này Nguyễn Di đã bày ra những cách này trên kênh video của Nguyễn Di, toàn là những ý tưởng hay, độc lạ, sáng tạo,
để áp dụng kinh doanh mô hình thực tế tại Việt Nam. Không có lý thuyết cái kiểu mà dạy làm giàu lấy từ trong sách của các tỷ phú thế giới người ta bày ra, nói là các bạn phải trau dồi kỹ năng sống, các bạn phải cố gắng, các bạn phải này kia. Đây là Nguyễn Di giới thiệu những ý tưởng cực kỳ cụ thể, cầm tay chỉ việc để các bạn có thể nghiên cứu và áp dụng để kiếm tiền và làm giàu cho chính bản thân của bạn. Như vậy thì tại sao các bạn còn chần chờ gì nữa? Không để lại cái phần suy nghĩ của các bạn trong cái phần bình luận của video này, bấm like, bấm chia sẻ và đặc biệt là hãy bấm đăng ký kênh của Nguyễn Di, bấm thêm cái nút chuông kế một bên để Nguyễn Di biết rằng các bạn thích, các bạn ủng hộ Nguyễn Di có động lực làm thêm nhiều video mà nó chứa đựng cái hàm lượng trí tuệ trong đó cao, cực kỳ sáng tạo để chia sẻ cùng các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn hãy nhớ bấm chuông để liên tục xem được những ý tưởng mới lạ, để biết đâu chừng một ý tưởng phù hợp thì các bạn có thể áp dụng ngay và luôn. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại trong video hấp dẫn tiếp theo. Khi xem xong rồi thì hãy nhớ bấm like, bấm share giùm em. Ai không like gì thì sẽ biết, thì đừng trách sao em đi thù dài. Nguyễn Duy.